Đầu tiên mình sẽ mở hộp này ra để giới thiệu nhé. Sau khi mở cái hộp thì mình có cái đai như thế này và có cái dây điều khiển. Thì để kết nối, để sạc thì mình sẽ kết nối cái dây này với nguồn điện. Sau đó ở một bên cái máy nó có thanh công tắc, mình sẽ trượt lên để nó xuất hiện cái màu đỏ ở cái nút power này. Sau đó mình sẽ chỉnh cái mức nhiệt độ phù hợp. Ở đây mình mua nóng nhanh cho nên mình sẽ chỉnh đến nhiệt độ số 9 để trong này là nó ấm nhanh lên. Sau khi nó nóng quá thì mình có thể điều chỉnh phù hợp với cơ thể của mình nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn ở trên một bàn nữa. Thì để thực hiện cái này thì mình sẽ sử dụng cái ni lông quấn bụng này. Đây mình sẽ sử dụng cái gel tan mỡ này để mình thoa một lớp ở lên trên cái bụng trước. Sau đó mình sẽ dùng cái đai cái quấn bụng này để quấn vùng bụng tránh nó khỏi bị dơ. Sau đó mình mới đặt cái đai quấn này vào người. Mình sẽ thao tác là mình quấn cái vùng bụng này. Ở đây có cái miếng dán thì mình sẽ dán cái này lại. Đó. Thì mình sẽ cảm nhận được là ở cái đai này nó bắt đầu nóng lên. Thì khi mà nóng lên nhiều thì mình sẽ điều chỉnh cái này xuống lại là cái mức 7 hoặc là 8 thôi. Rồi sau đây mình sẽ xin kết thúc cái phần hướng dẫn tại đây. Nếu mà dùng xong thì mình sẽ tắt công tắc ở bên này. Xong rồi mình sẽ nhổ cái vết cắn này ra nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.